chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung thực hư về gia thế giàu có của Trịnh Thăng Bình. Nam ca sĩ tâm sự, năm vừa qua, anh vướng nhiều ồn ào trong sự nghiệp vì sự vô tư quá mức của mình. Trong đêm nhạc, ở đó nhìn em, giới hạn khán giả, Trịnh Thăng Bình đã trải lòng về cuộc sống sau một thời gian dài ơ ẩn. Anh hài hước nhắc đến biệt danh công tử Vbiz, tiền nhiều có thể đốt cháy cả tòa soạn báo. Theo đó, Trịnh Thăng Bình tiết lộ bản thân chỉ hát những bài hát tự sáng tác. Thời mới vào nghề, Trịnh Thăng Bình vẫn còn loay hoay định hình chính mình trong lòng khán giả. Khi bổ xô khuyên nên đặt hàng nhạc sĩ nổi tiếng, anh đáp rằng để em về xin tiền gia đình, chứ em không có tiền, mua bộ ca khúc mắc lắm. Tuy nhiên sau đó, anh suy đoán bản thân còn chưa tên tuổi, chắc chắn không mua được ca khúc hay bằng những giọng ca đình đám khác. Vì thế, anh quyết định sáng tác, ra mắt cả album đầu tay. Lúc đó, người xung quanh đều bảo anh điên. Trong buổi họp báo giới thiệu album, một phóng viên đã giới thiệu về anh. Bình giàu lắm, làm nhạc cho vui chứ nhà giàu lắm, tiền có thể đốt hết cả tòa soạn luôn đấy. Từ đó, Trịnh Thăng Bình gắn liền với biệt danh công tử nhà giàu. Anh hóm hỉnh nói thêm, vì tin đồn đó tôi không thể đi mua nhạc được nữa. Người ta nghĩ mình giàu nên người ta chém giá mình, không ai bán cả. Từ đó, tôi chỉ có thể sáng tác mà không đi mua của người khác. Sau thời gian, tôi thấy khán giả cũng đón nhận và ủng hộ. Thế nên tôi sáng tác luôn. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng mình là nhạc sĩ, mình hát những bài hát mình viết sẽ có cảm xúc chân thật hơn. Vì thế, tôi đi theo con đường này tới giờ. Biệt danh này sau đó lại bị biến tướng thành cậu ấm tình nhiều có thể đốt cháy cả thành phố. Sau đó, nam ca sĩ đã gửi tặng khán giả nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi mình như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn. Đặc biệt, Trịnh Thăng Bình còn cover ca khúc Một Thời Đã Xa. Đây là lần đầu tiên giọng K8X trình bày một ca khúc không phải do bản thân sáng tác. Anh hy vọng được khán giả đón nhận. Có thể thấy, dù những bài hát đầu còn đôi chỗ hụt hơi, nhưng dần dần Trịnh Thăng Bình đã lấy lại được phong độ khi ngân nga, thay đổi cao độ, các nốt được hát một cách chắc chắn, dứt khoát, có nội dung nhẹ, tạo cảm giác tha thiết. Trịnh Thăng Bình cũng tiết lộ rằng, thời gian vừa qua, tình trạng sức khỏe của anh suy yếu khiến cho giọng hát không ổn định, còn những sân khấu tệ bị khán giả chê bai, thậm chí trước đêm nhạc, ở đó nhìn em, nam ca sĩ còn bị trúng gió. Anh trải lòng, có một quãng thời gian tôi làm không tốt, tôi cũng cảm nhận được phong độ của mình đi xuống nhiều bởi nhiều vấn đề từ sức khỏe đến tinh thần. Thậm chí, có thời điểm tôi đánh mất nhiệt huyết, niềm đam mê với âm nhạc. Vì vậy, tôi dành thời gian nghỉ ngơi và tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của việc được đứng trên sân khấu biểu diễn. Tôi cảm thấy tôi không còn mục đích sống nếu không được làm âm nhạc. Có thể sau này tôi già đi, không còn trẻ trung, mọi người không muốn nghe tôi hát nữa, tôi vẫn sẽ làm những công việc liên quan đến âm nhạc. Trịnh Thăng Bình cho hay, anh không tự nhận mình là người hát hay, hát giỏi, nhưng anh là người luôn hát bằng cả trái tim, tình cảm. Anh cũng dành thời gian chuẩn bị tốt cho các show diễn của mình để khán giả không thất vọng. Thời gian sắp tới, anh sẽ tổ chức nhiều đêm nhạc giới hạn khán giả xen kẽ với những show mang lại tính thương mại. Chúng ta đều cần phải kiếm tiền vì có nhiều khoản phải trả mỗi tháng. Tôi cũng vừa mở phòng thu nên tôi phải đi cày kiếm tiền, nhưng song song đó tôi sẽ tự nhóm lửa bằng đam mê cho mình. Bằng những đêm diễn như thế này, để lỡ sau này tôi có một sân khấu không tốt, mọi người sẽ không thay đổi suy nghĩ về tôi. Cũng như cầu thủ bóng đá, có trận dở, có trận hay, tôi cố gắng và hy vọng chúng ta ở bên nhau thật lâu. Sau năm tâm sự, nam ca sĩ tâm sự, ngoài giọng hát, năm vừa qua, anh vướng nhiều ồn ào vì sự vô tư quá mức của mình. Anh khẳng định đó là những bài học khiến anh nằm lòng sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Tôi luôn nghĩ mình đang dạo chơi nên đôi khi tôi đã đánh mất đi sự nghiêm túc. Vì thế, tôi có những sự trượt ngã không xứng đáng có trong sự nghiệp của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.